Thank you.
Ngã bảy ngã vào
ra vui từ ngã ba ngã bảy về. Thank you.
lên trình trước trình bật tanh sau trình vua cha tình 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 quốc mẫu ta ta toàn thì
tốt nhang long thành cấp tốt tốt nhang tâu tâu về thủy phủ sư bàn cá thỏa thi thi tình tình thải thải diêm diêm la Xuân Thiền Cát Nhật mùng 3 tháng 3 chính tiệc mẫu mẹ ngày quốc mẫu Thiên Hương.
ngày hôm nay họ án nhất tâm tưởng vạn tâm cầu thu thiết lễ nghi lễ ngọn lòng thành theo hương chúc thánh nhất tâm tiến dâng giấy sớ kim ngân vàng mã long trù tỉnh mã bát nhã thuyền rồng xin làm lễ phát tấu tỉnh phật mật đảo viên kinh cung minh đình thần tam tứ phủ xin bác ghế hầu vua trà mẫu mẹ hầu quan lớn để quan về quan cho họ án con ăn tại gia thờ tại nghiệp bản đền bản điện được ấm chân nhang thơm ngọn khói cho đông con nhang bát ngàn đệ tử cho họ án con cao tay bói giỏi tay đồng cứu nhân vệ thế cứu người trần gian để kêu tật tật tan kêu tà tà tán kêu lạng lạng khỏi xem trăm khỏe bói giả sai khỏe nào được cứu được con bổ độ được con mê trong chốn gia trung nước chảy một dòng thuyền trôi một bến ạ hai nam tử trong chốn gia trung được ngoan đạo thảo hiền công danh sự nghiệp quan phê chữ đỏ quan bỏ lẽ tâm cho họ hán con được lộc sớm lộc mai lộc dài lộc ngắn lộc lắng lộc mưa lộc trưa lộc tối để trên cung phụng phật tiên thần thánh dưới cánh việc gia trung bốn mùa xuân hạ thu đông được tai qua họa tránh phúc lâu giàu bền người tươi của tốt cầu sao được vậy cầu gì quan lớn cho được đấy quan lớn về chứng tâm đồng đền chủ nhang đạo lưu pháp sư cung đàn tiếng hát quỳnh quế nhị trụ các gia các chủ khâm trực cửa quan lớn quan cho nhà nào lộc đấy a di đà phật ha con lệnh của vua cha bát hải động đình à hôm nay quan lớn đệ tam ta về giáng đền giáng phủ chứng tiệc của đức thanh mẫu đệ nhất thiền tiền chứng tâm cho chủ nhang đồng đền chứng tâm cho pháp sư tay quỳnh đền với văn đạo chứng tâm cái ghế họ chủ án này hôm nay nhất tâm trí tưởng và tâm trí thành tu thiết lễ nghi nhang hoa đặc sơ lễ hỏi làm lễ phát tấu kinh phật mật đạo kinh kinh cung minh được đồng đền tam tiến thảo long tử phật mã bát nhã thuyền được thành rồi được nha bố thí cô hồn ta độ cho các thủ nha đồng đền đồng điện các thanh đồng nhà quan bắt ra trong họ đồng quan bóng thành ngày hôm nay khâm trực tại cửa mẫu nơi đây ta độ cho được mạnh khỏe bình an có tài có lộc có ngân có xuyến để năm sung ta giải sung tháng hạn ta giải dạng điều lành ta đem lại điều dạy ta mang đi nhỉ ta cho các gia các chủ các lính các ghế nhỉ được yên tâm yên tính yên lính yên đồng đồng khôn bóng hoan bóng sang bóng lịch nhỉ Bye.
Cửu châu đều vọng bay, đồ Việt Nam.
Tiếng người đàn hát vui chơi, tiếng không buồn đi
về toàn quốc một khi xin quân đệ lấy ngọc đông đi từng đợt dâng hết chuyến mười phương ngay trên trời.
kim phong phong hoàng tân thập thánh chúa tiên dương vương. Tâm ngoan tốt bộ hành lục đôi đường
Lòng thành theo hương chúc thánh, nhất tâm tiến dâng giấy sớ kim ngân vàng mã long chủ tịch mã bát nhã tuyển rồng. Và tấu thỉnh Phật mật đảo tuyên kinh cung nghinh đỉnh thần tam tứ phủ xin khăn đào áo đỏ hồng cha kính mẹ ẩu quan lớn và quan phê chữ đỏ quan bỏ lét tâm. Cho án con ăn tại gia tờ tại nghiệp bản đền bản điện ấm chân nhang thơm ngọn khói cho đông con nhang bát ngàn đệ tử. Cho án con cao tay bói giỏi tay đồng chứng nhân độ thế cứu người trần gian kêu tật tật tan kêu tà tà tán kêu loạn nạn khỏi xem trăm quẻ bói chả sai quẻ nào. Để cứu được con khổ độ được con mê hầu dẫn trình đàn lễ nào được đắc lễ đắc bái đắc kêu đắc cầu đắc công đắc quả đàn đó. Để trong chốn gia trung được nước chảy một dòng thuyền trôi một bến được ngoan cả hai bốn tiểu trong chốn gia trung ngoan đạo thảo huyền công danh sự nghiệp đến nơi đến chốn ơn nhờ tiên thánh ơn nhờ quan lớn. Quan lớn trồng cây đắp gốc cho hán con xanh cành nở ngọn bốn lớn nọ dài dòng bốn mùa xuân hạ thu đông. Để tai qua họa tránh phúc lâu giàu bền người tươi của tốt cầu sao được vậy cầu gì được quan lớn cho được đấy. Quan lớn về chứng tâm đồng đền chủ nhang đạo lưu pháp sư cung đàn tiếng hát quỳnh quế nhị trụ các gia các chủ khâm trực cửa quan lớn ngày hôm nay quan cho nhà nào lộc đấy a di đà phật. Dạ vậy quan lớn. Ha. Quan lớn ta về giáng đền giáng phục. Chứng tâm chủ nhang đồng đền chứng tâm pháp sư chứng tâm cho văn đàn đứng. Ai cũng thế. Chứng tâm như ghế ngày hôm nay nhất tâm trí tưởng vạn tâm trí đánh tu thiết lễ nghi nhang hoa đảm trời mỏng đi làm lễ phát tấu thỉnh Phật mật đảo tuyên kinh cung nghinh hội đồng thần tam tứ phủ để thỉnh quan lớn ta lại phái quan lớn ta về ta độ cho từ giờ trở đi từ chi trở lại được cao tay bói được giỏi tay tuyết xem trăm quẻ bói chẳng sai quẻ nào cứu nhân độ thế cứu người khổ độ người mê cứu giúp bắt ra trong họ cứu đâu được đấy ta chứng tâm cho các thủ đền thủ điện các thanh đồng đạo quan bắt ra trong họ đồng quan đón thánh ngày hôm nay đã khâm trực tại cửa mẫu nơi đây đón tiệc chính tiệc đức thánh mẫu đệ nhất thiên hạ ta độ cho nhà nào được đấy đi tươi về tốt có tài có lộc có ngân có xuyến tai qua nạn khỏi năm xung ta giải xung tháng hạ ta giải hạ điều lành ta đem lại điều lại ta mang đi chứng tâm tất cả cho các lính các ghế dân thôn bản hợp phong điều kỹ thuật bốn mùa tươi tốt Sông
Quan ngôn
Thank you.
nổi dần dần phong vân vân ngư đồng đồng vang dấu cứu dân dân quan trần ta. Đích chung, sơn loan tay tay.